Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HD Game HD. Mình là So, mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn nha. Và mình xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới làm việc, học tập thật là vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay trong clip này thì Son sẽ làm chạy xe và chạy tàu để up level lên cho các bạn xem nha. Hiện tại bây giờ Son còn có khoảng 10.000 điểm kinh nghiệm nữa là Son up level lên 114. Thì bây giờ Son sẽ cố gắng Son làm đủ mọi cách để Son up lên level cho bạn xem nha. Rồi bây giờ trước tiên thì Son sẽ chạy xe và để Son kích hoạt một cái bộ tăng cường nữa để cho nó nhanh lên cấp cho các bạn xem nha. Rồi kích hoạt các bạn. Ok, 30% điểm kinh nghiệm. Bây giờ Son sẽ chạy. Rồi bây giờ trời ơi, có cần phải thế không? Rồi bây giờ xong yêu cầu trợ giúp các bạn này, cũng yêu cầu trợ giúp đi, tạo nó yêu cầu quá đáng quá các bạn. Cái gì của mình hết á, nói với xe tải cái gì mình hết thì nó sẽ yêu cầu như bạn đó. Okay. Rồi rồi đăng báo cho mọi người giúp mình. Ok, không biết chạy xe rồi đủ lên còn 9.000 nữa bạn. 9.000, 10.000, 11.000, 12, 13.000, 13.000, còn 7.000 nữa thì hy vọng trong đây nó sẽ ra tiếp cho mình đó. Có thể lên nha các bạn, không ai cứu mình trơn luôn, không ai cứu mà tự nhiên có người mua luôn, thật là đau buồn các bạn. Các bạn có bạn nào mà biết chưa biết đua ngựa bingo không, để mình làm clip mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Nếu các bạn hãy để bình luận bên dưới rồi Son sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn để các bạn đua ngựa bingo một cách tốt hơn nha. Chạy xíu các bạn ơi, sắp lên cấp rồi, sắp lên cấp rồi các bạn ơi, hồi hộp quá. Mình up lên 114 nha các bạn. Lên 114 thì Son nhận được 12 viên kim cương, và xem từ 114 lên 115 thì Son sẽ nhận được sẽ mở khóa được những cái gì và những cái bánh gì và nhận được bao nhiêu kim cương nha. Rồi tiếp tục. Wow, chạy nãy giờ chưa hết bánh nữa, rất là ngon các bạn ơi. Còn có 4.000 điểm kinh nghiệm nữa thôi, rất là vui các bạn. Nói chung á, chơi game 2D á, những cái khoảnh khắc lên cấp này nè cực kỳ vui và cực kỳ hồi hộp luôn, rất là thích. Nâng cấp nè, mở rộng đất nè, nâng kho nè đó. Rồi tiếp tục các bạn. Rồi không có mình xóa nha các bạn ơi. Các bạn lưu ý nè, khi mà bạn chạy xe nè, những cái nhiệm vụ nào không có bạn xóa hết cho mình, các bạn đừng có để dành, các bạn đừng có để dành làm gì hết, hoặc là các bạn đừng có đi xin tên những clan làm gì hết. Các bạn cứ không có bạn xé hết cho Son đi, không có nha. Nhiệm vụ nào mà bạn không có, bánh nào bạn không có nè, chẳng hạn như bánh này không có đúng không, xé đi các bạn, đừng có để làm gì ngâm nó lâu lắm. Bạn xé nó sẽ 30 phút sau nó sẽ ra những cái nhiệm vụ khác cho bạn, nhiều khi còn ngon hơn nữa. Trong khi đó mà bạn đợi có một cái nhiệm vụ, bạn đợi hết ngày này tới ngày kia thì mất thời gian của bạn lắm. Cạn hết thì bạn cứ xé nha. Tên cực kỳ vui. Các bạn, mình cực kỳ vui luôn các bạn. Các bạn biết tại sao không? Lên được một level thì cài cực khổ lắm các bạn mới được một level cho mình. Thì khi mà lên level thì nói chung ai lên level cũng rất là vui, tại vì ở trong game 2D này nè, cái từ khóa mà lên cấp nhanh đó các bạn rất là nhiều, với lại là làm sao để có thật là nhiều tiền, nhiều coin các bạn. Từ khóa đó, cực kỳ là người ta tìm rất là nhiều, thì cái lên cấp nhanh này là người ta tìm rất là nhiều đó. Thì bây giờ Son lên cấp 114 rồi, Son rất là vui luôn và cũng là mơ ước luôn các bạn. Thì bây giờ lên được cấp 114 rồi, và bây giờ tiếp tục nè, tính được 12 viên kim cương rồi. Và bây giờ Son sẽ xem
lên 114 thì mình sẽ nhận được, 114 mà lên 115 thì mình sẽ nhận được 12 viên kim cương và một ô đất nha các bạn. Đó. Rồi, thì rất là vui luôn các bạn. Thì cái này xóa nè. Cái này xóa nè, cái này chạy nè. Đó, tên 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 tên. Cái này xóa nè, đó, các bạn thấy không? Xóa hết nha các bạn. Mình xóa hết. Rồi, có người cứu luôn. Rồi mình sẽ chạy tàu. Đó. Được một mảnh ghép nữa các bạn. Rồi, ok. Đó, thì bây giờ Sơn đã lên được 114 rồi. Thì các bạn hãy để lại một bình luận là chúc mừng Sơn đi, để cho Sơn và các bạn có tương tác với nhau, để clip Sơn nó được đề xuất đến nhiều người hơn. Thì đó cũng như là các bạn giúp đỡ Sơn, để Sơn có thêm nhiều động lực để Sơn ra nhiều clip để phục vụ đến tất cả các bạn nha. Rồi, hôm nay Sơn rất là vui luôn. Qua được 2.000 luôn các bạn, 3.000 luôn kìa, dư được 3.000 luôn các bạn thấy không? Hồi nãy là còn 11.000 nữa, lên cấp thì chạy được lên cấp rồi thêm 3.000 nữa, có nghĩa là nãy giờ Sơn được 14.000 nha các bạn. Rồi, thì các bạn hãy cùng Sơn đi tham quan một cái một vòng cái farm của Sơn nha. Đây, tham quan một vòng. Các bạn thấy những cái dù này như thế nào thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Thì bây giờ Sơn có ý định tính mua thêm Sơn tính mua thêm khoảng 100 cây dù nữa, thì các bạn thấy như thế nào? Sơn có nên mua thêm hay không? Nếu các bạn hãy góp ý cho Sơn nha. Nếu mà các bạn khuyên Sơn nên mua thì hãy để lại bình luận bên dưới, hoặc không nên mua thì cũng hãy để lại bình luận bên dưới cho Sơn nha. Thì Sơn tính mua thêm 100 cây dù nữa để Sơn bao quát xuống đây luôn, kéo xuống tới đây luôn nha các bạn, bao quát hết cái farm của Sơn. Thì hiện tại Sơn có 100 cây rồi, thì Sơn tính mua thêm 100 cây nữa. Thì Sơn xin ý kiến của tất cả các bạn. Nếu các bạn kêu ngưng thì thôi Sơn cũng không mua nữa. Và nếu các bạn thấy ok những cái dù này đẹp thì Sơn tiếp tục đầu tư, thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để Sơn đầu tư. Đầu tư thêm khoảng 100 cây nữa thì 700 viên kim cương các bạn, còn 300 viên kim cương thì để Sơn làm vụ đua ngựa và test phần quà cho các bạn xem. Đó. Thì Sơn cũng tính toán hết rồi. Thì khoảng 700 viên kim cương nữa, thì nếu các bạn thấy hợp đồng tình hợp lý thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho Sơn nha. Thì các bạn thấy farm này của Sơn sao? Thì có chỗ nào mà nó chưa đẹp không? Có chỗ nào mà nó còn chưa hợp lý thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, thì Sơn sẽ khắc phục ở chỗ đó. Chứ bạn không có bình luận, bạn không góp ý thì thật sự Sơn không biết là chỗ nào của Sơn nó chưa đạt, chỗ nào nó đạt nha các bạn. Thì hãy góp ý cho Sơn nha. Đó. Thì hiện tại bên đây thì Sơn thấy nó cũng ok đúng không các bạn? Mấy anh đây mình thấy nó cũng như là nó thoáng mát luôn. Các bạn thấy bên đây thoáng mát đúng không? Thì Sơn cũng vậy. Sơn thấy bên đây cực kỳ là thoáng mát luôn các bạn. Và mấy bên đây á, nói chung các bạn thấy nó sang chảnh đâu các bạn, đúng không? Nhìn lên tự nhiên nhìn vô cái farm mình thấy nó sáng lên đúng không? Sáng lên và nhìn thấy nó sang sao đúng không các bạn? Thì tại vì cái farm của Sơn trang trí thì Sơn cảm thấy vậy á. Còn không biết thì các bạn cảm thấy sao? Sơn thì cảm thấy nó tự nhiên để mấy cái dù vô nó sáng lên liền các bạn, cực kỳ sáng luôn và Sơn cực kỳ thích luôn các bạn. Nó hồi sáng thì Sơn mới đầu tư thêm mấy cái cây màu vàng nè, tốn khỏe cực kỳ luôn các bạn. Sơn tính thêm mua thêm 10 cây nữa để xuống đây nè, để vòng vòng xuống đây nó che lại, mà đang phân vân các bạn, tốn cũng khỏe lắm các bạn. 10 cây đó cực kỳ tốn khỏe, mỗi thẻ là 5 năm các bạn. Đây, mỗi thẻ là 5 năm nha các bạn, cho nên là đang phân vân để Sơn cho các bạn xem. Đây, cây màu vàng nè, 5 năm nữa các bạn, 5 thẻ nè, 5 năm nè, đó, thấy không, bạn thấy không, cực kỳ là tốn khỏe luôn. Thì nhưng mà từ về sau nữa thì hay đê nó còn mở thêm nhiều cái loại trang trí mới nữa, cho nên Sơn đang phân vân không biết có nên mua hay không đó. Thì nhưng mà để vô các bạn thấy cái farm bạn có farm của mình nó có màu mè không, cực kỳ là sinh động hay các bạn. Đó, đây cái farm của Sơn mới sửa lại bên đây nè, đó đây nè các bạn, không cái farm bên đây, cái farm bên đây, đây đó, cái farm đây Sơn mới chỉnh lại đó, thấy không, để thêm vô nè, đó không, cái khúc đây thì chưa, khúc đây chưa, Sơn chưa chỉnh nha các bạn, chưa có chỉnh ở đây nè, Sơn đã chỉnh lại mới rồi, thấy không, đó
thì các bạn hãy để lại góp ý cho Son nha các bạn. Đó, hãy góp ý cho Son nha. Thì hy vọng được sự góp ý của tất cả các bạn về cái farm của Son, về cái trang trí này của Son nha. Và các bạn cứ góp ý mà ném đá mạnh tay vào để Son còn biết chỗ nào mà Son không đẹp rồi để Son hoàn chỉnh. Chứ bạn không có góp ý thì Son cứ để nó nằm hoài vậy. Thì các bạn cũng Son làm clip á, thì các bạn nhiều khi các bạn tới đoạn đó rồi các bạn thấy nó không đẹp, thì hy vọng các bạn hãy góp ý cho Son. Rồi thì clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng, và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau nha. Bye bye các bạn.